Từ trình độ A0 để đạt được trình độ A1, các bạn sẽ cần khoảng 100 hours, 100 giờ. Đó, từ A1 đạt đến A2 thì chúng à, từ 0 cho đến A2 chúng ta sẽ cần 200 hours, 200 giờ. Nói đấy là nếu như khi các bạn vừa mới bắt đầu học tiếng Anh ấy, đó, mình phải biết là trình độ mình ở đâu và mình muốn đi tới đâu thì cái con đường chúng ta vẽ ra nó mới thẳng được. Còn nếu như mà bạn muốn học tiếng Anh nhưng mà nói chung là nó chỉ muốn bạn muốn nhưng mà nó không rõ ràng rằng là học tiếng Anh là như thế nào, bạn muốn đạt đến trình độ gì, con số cụ thể là bao nhiêu bạn không hề biết, và mình cũng không biết là hiện tại trình độ của mình chính xác là nó đang ở cái kiểu nào đấy, thì mình không thể nào mà vẽ một cái đường thẳng như này được, mà nó sẽ lòng vòng và có khi không bao giờ tới đích được đấy. Thì cái livestream này ngày hôm nay nó sẽ giúp cho các bạn nhìn lại bản thân mình đấy, xem là tiếng Anh của mình đang ở đâu đấy và mình đang muốn đi đâu. Ok rồi, sau khoảng gần 10 năm giảng dạy hàng nghìn các học viên online, offline cả ở Việt Nam và cả nước ngoài nữa, những bạn đang ở nước ngoài mà đang muốn học tiếng Anh ấy. Đấy, thì cô nhận thấy rằng là đây là một cái vấn đề chung của tất cả mọi người, đấy là không biết là hiện tại mình đang ở đâu và mình cần phải học như thế nào để đạt được cái mục tiêu mong muốn. Tiếp nha. Xác định trình độ hiện tại của mình đang ở đâu ấy, thì theo cái khung châu Âu, đấy cái khung tiêu chuẩn châu Âu thì chúng ta sẽ chia làm 6 trình độ. Trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2. Ok, A1, A2 là trình độ cơ bản. Đấy, B1, B2 là trình độ trung cấp và C1, C2 là trình độ cao cấp. Ok, rồi. Ngày xưa ấy, cô học ở trường ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa sư phạm tiếng Anh, thì đầu ra của trường ngoại ngữ theo các bạn là trình độ nào? Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ra thì trình độ ấy nó phải là tối thiểu là C1, tức là trình độ cao cấp trở lên. Đấy. Còn các cái trường đại học bình thường thì các bạn có biết là tốt nghiệp ra thì phải được bao nhiêu không? Các cái trường đại học bình thường thì thường họ sẽ yêu cầu tầm khoảng 450 TOEIC, tương đương với khoảng chớm B1. Ok. Đấy, còn ngoại ngữ thì là phải là từ C2 trở lên. Cái vọng 4 năm chả nhẽ không được. À quên, sorry, C1. Đấy. Thì đấy là gọi là theo cái chuẩn của trường thôi. Còn đúng chuẩn B1, B2 của người ta ra ấy, nó phải đủ đầy đủ cả nghe, nói, lẫn đọc, lẫn viết. Đấy, nhưng mà rất là nhiều bạn ra trường rồi có 450 TOEIC rồi, nhưng mà trình độ nó chỉ ở gọi là mình nghe được và đọc được thôi, còn nói được hay là viết được ấy thì gần như là vẫn chưa có mấy. Đấy, cho nên là thực ra mà nói thì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Nhưng mà mình cũng phải biết những cái này. Rồi, vậy thì A1, A2 là trình độ như thế nào? A1, A2 là những cái trình độ mà cơ bản. Đấy, A1 là dành cho người vừa mới bắt đầu, tức là vừa mới học. Đó, thì chúng ta chỉ biết những thứ nó rất là cơ bản, biết những cái từ vựng gọi là từng từ vựng một thôi ấy, và nó thông dụng nhất xung quanh chúng ta, ví dụ như là căn nhà này, rồi bàn ghế các kiểu, những cái đồ vật đơn giản ở trong nhà này, đấy những đồ vật đơn giản ở trên lớp này, rồi nói cái cây cái thứ đấy, thì đấy là những cái trình độ A1 rất là dễ. Hello, hi, cái kiểu good morning cái thứ đấy thì nó là trình độ A1 đấy. Trình độ A2 vẫn là trình độ cơ bản, thì lúc này các bạn có thể nói được nhiều hơn một chút về những cái chủ đề như là nói về bản thân này, nói về gia đình này, nói về công việc, nói về sở thích của mình đấy, tức là những cái chủ đề nó cũng liên quan trực tiếp đến bản thân mình, nó nói được những cái chủ đề nó cơ bản như thế, được chưa? Rồi, tiếp theo B1 là trình độ trung cấp đấy, thì trình độ trung cấp bắt đầu chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút về gọi là ngữ pháp, nó cao cao cấp hơn một tí. Ví dụ A1, A2 thì ngữ pháp các bạn chỉ cần gọi là những cái thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn thôi.
Đấy, tầm B1 trở lên thì bắt đầu học những cái thì nó cao hơn một chút. Đấy, và những cái cấu trúc và ngữ pháp nó cao hơn một chút. Còn về mặt chủ đề ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ học được những cái chủ đề nó rộng hơn một tí, nhưng nó vẫn là những chủ đề thông dụng trong đời sống hàng ngày thôi. Ví dụ như là những chủ đề như là mua sắm này, miêu tả người này, tính cách rồi bề ngoài này, đấy rồi chỉ đường này, đấy về thời tiết này, đấy hay là về các lễ hội các thứ này. Đấy. Thì đấy là tầm khoảng B1. Đấy, B2. À, B1 là các bạn đã bắt đầu có thể giao tiếp được rồi nhá. Bắt đầu có thể nói được khá là ok trong đời sống hàng ngày rồi, nhưng mà chẳng qua là chúng ta nói tiếng Anh nó vẫn còn hơi bị sai này, đấy cấu trúc nó chưa được mượt mà này, đó và mình chưa hoàn toàn là trôi chảy lắm thôi. Đấy. Còn B2 là nó là phiên bản nâng cấp của B1, có nghĩa là nó vẫn là những chủ đề thông dụng thường ngày, đấy nhưng mà lúc này chúng ta có nhiều từ vựng hơn, chúng ta có nhiều cấu trúc hơn, chúng ta được luyện nói nhiều rồi, cho nên là nói ở đây mình cảm giác nó rất là trôi chảy, rất là mượt mà trong các tình huống thông dụng hàng ngày. Được chưa? Rồi, C1, C2 thì là những cái gì? Lúc này ấy, các bạn trình độ cao cấp hơn rồi, các bạn sẽ nói đến những cái chủ đề nó không bình thường nữa, mà nó sẽ những cái chủ đề như kiểu là kinh tế, văn hóa, chính trị, đời sống, xã hội, đấy, luật học, rồi thậm chí là ngoài vũ trụ, rồi công nghệ, các thứ. Đấy. Thì đấy là tầm C1, C2. Và lúc này những cái câu của chúng ta nó cũng dài hơn, nó cũng thuộc những dạng câu phức, rồi những cái ngữ pháp và những cái cấu trúc nó phức tạp hơn nữa. Đấy, thì càng lên cao ấy, thì ngôn ngữ chúng ta dùng nó càng phức tạp hơn, nó càng dài hơn và nó càng ít gặp hơn. Đấy, còn càng ở những trình độ thấp thì chúng ta càng nói những cái từ nó đơn giản. Đấy, những từ mà gần như là ai cũng biết. Vậy thì theo các bạn ấy, ở trình độ nào thì chúng ta có thể giao tiếp được tiếng Anh một cách gọi là trôi chảy, theo các bạn? Ok, tin vui cho các bạn, đấy là ở bất cứ trình độ nào các bạn cũng có thể giao tiếp được trôi chảy. Ok, ví dụ như là các bạn ở A1 nhưng mà mình lại rất là tự tin, thần thái, phải gọi là không có gì cản nổi được. Đấy, và các bạn nói ra bất chấp lỗi sai, sai cũng vẫn nói, biết bao nhiêu nói bằng đấy. Đấy, và nghe nó rất là trôi chảy, thì chúng ta vẫn được coi là nói một cách trôi chảy. Ok, nếu như bạn nào mà hiện tại đang có máy tính ở đấy, các bạn có thể search cái bác gọi là bác Bill Sài Gòn. Đây, Bill Sài Gòn. Đấy, bác này là một người bán card, tức là bán các cái thiệp các thứ ở chợ Sài Gòn, nhưng mà lâu rồi, bây giờ chắc là bác ấy cũng mất rồi. Đấy, nhưng mà có cái video ghi hình lại bác ấy ngày trước. Bác ý nói chung là tiếng Anh chắc cũng tầm khoảng A0 hoặc A1, nhưng mà bác ấy nói một cách phải gọi là rất là hoành tráng nhá, nghe nó cũng phải gọi là mượt mà, ngữ điệu các thứ như thật, nhưng mà những người có chuyên môn ấy nghe kỹ ra thì phát âm chỉ được khoảng đâu đó 3 điểm. Đấy, ngữ pháp thì cũng chỉ khoảng 3 điểm thôi. Đấy, nhưng mà cái cách bác ấy nói thì nó rất là tự tin. Đấy. Hay là các em bé Hơ Mông cũng thế. Các bạn có thể search ở trên YouTube, đúng không? Đấy, cô bé Hơ Mông nói tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, các bé cũng chỉ biết những từ nó rất là cơ bản thôi, những cái từ thuộc trình độ tầm A1 thôi. Đấy, nhưng mà được cái quen với lại tự tin, với lại đấy là nghề kiếm cơm của người ta, đúng không? Đấy, cho nên là bắt buộc phải nói, và nói một cách rất là tự tin và rất là trôi chảy. Đấy. Cho nên các bạn không cần phải đợi. đúng rồi, kiểu tiếng Anh bồi ấy. Tiếng Anh bồi chính xác là tầm của A1 đây này. Là tiếng Anh bồi, tức là mình chỉ nói được những cái từ thôi, những từ đơn lẻ một thôi, nó không thành câu nhưng mà người khác vẫn hiểu được. Thế mới kinh chứ. Ví dụ như là bạn nào mà có thể là chứng kiến một bác xe ôm, đúng không? Bình thường là hay chở người Việt, nhưng tự nhiên hôm nay thấy một cô em Tây xinh đẹp đấy, đang lơ ngơ láo ngáo ngoài đường, thế là một bác xe ôm phi tới, đúng không? Bác ấy hỏi là go, đấy, go go, ý là gì, có đi không? Đấy, xong em kia lơ ngớ tự nhiên vớ phải một bác xe ôm, đúng không?
thì gật đầu cái rụt ý là có đi đấy. Thế bây giờ leo lên xe rồi thì bác ấy sẽ hỏi gì theo các bạn? Bác ấy gọi là trình độ A0 nhá, thì bác sẽ hỏi gì? Bác sẽ hỏi where, đúng không, đi đâu đấy. Thế là cô em đưa cho một tờ giấy có ghi địa chỉ đấy, thế bác ấy ok phát và chở cái rụt đi đó. Thì đấy là cái trình độ gọi là A0 vẫn có thể giao tiếp được. Đấy cũng gọi là một thể loại giao tiếp tiếng Anh bồi, hay là giao tiếp được tiếng Anh một cách trôi chảy, đúng không? Đấy, cho nên các bạn không cần phải đợi đến tận B1, B2 hay là C1, C2 mà giao tiếp được đâu. Lúc nào mình cũng giao tiếp được, quan trọng là phải tự tin, không sợ sai. Ok, các bạn comment xuống nhá. Mặt phải dày. Comment xuống nào. Mặt phải dày thì mới nói được bất chấp trình độ, đúng không? Cho nên khi ai đó hỏi mình là do you speak English, cậu có nói được tiếng Anh không, thì mình gật đầu chứ, yes I can speak English đấy. Ok rồi, thì đấy là xác định cái trình độ hiện tại của mình. Và nếu như mà để rõ hơn nữa thì chúng ta có thể làm những cái bài xác định trình độ ở trên mạng, nhưng mà hiện tại thì chưa có bất cứ một cái trang web nào hay là một cái bên nào họ làm được cho mình cả 4 kỹ năng cả đấy. Và ở đây thì mình cũng đang nói đến việc và hướng cho các bạn đó là trau dồi cái kỹ năng nghe nói thôi, còn đọc viết nhiều bạn nghe nói tầm B1, B2 rồi đấy, nhưng mà đọc viết không luyện tập chẳng hạn thì nó có thể là rơi xuống tầm A2 chẳng hạn. Thế tức là đấy là chuyện rất là bình thường, bởi vì tiếng Anh nó có 4 kỹ năng, nhưng có một điều kỳ lạ là không phải mình giỏi một kỹ năng thì cả 3 kỹ năng còn lại cũng giỏi. No, không hề. Được chưa? Giống như kiểu mình giỏi toán không có nghĩa là mình cũng sẽ giỏi cả văn, rồi cả tiếng Anh, rồi cả địa lý ấy. Đấy, mà nó là những kỹ năng hoàn toàn riêng rẽ. Kể cả bạn đọc rất là tốt, có từ vựng phong phú và từ nào cũng biết, nhưng các bạn vẫn không nói được bình thường. Được chưa? Các bạn vẫn viết sai té lè là chuyện bình thường. Đấy. Cho nên là 4 cái kỹ năng đấy nó sẽ rất là tách biệt nhau. Thì hôm nay cô sẽ tập trung nói nhiều hơn vào cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói cho các bạn nhé. À, Thịnh đang xem Bill Sài Gòn à? Nghe nốt đã rồi xem sau. Xin chào Huỳnh Ngọc Thương. Xin chào gì đây? Tín Dịu à? Ok, bạn nào đang xem thì comment xuống đi để cô biết tên và chào lại cái. Ok, thì ở Ayolo thì cô cũng chỉ tập trung vào luyện cho các bạn giao tiếp được từ những bạn từ A0, A1, A0 hoặc là A1. Đấy, thì các bạn luyện sau tầm khoảng 4 tháng thì những bạn nào mà học hành chăm chỉ ấy, thì có thể lên được đến B1, B2. Còn những bạn nào mà lười hơn một chút, đấy, thì có thể lên được tầm khoảng A1. Đó, vậy thì mình luyện bao lâu thì mình sẽ đạt được trình độ gì? Đấy, thì đây là cái nội dung tiếp theo nha. Thì ở Ayolo thì cô cũng chỉ tập trung vào luyện cho các bạn giao tiếp được từ những bạn từ A0, A1, A0 hoặc là A1. Đấy, thì các bạn luyện sau tầm khoảng 4 tháng thì những bạn nào mà học hành chăm chỉ ấy, thì có thể lên được đến B1, B2. Còn những bạn nào mà lười hơn một chút, đấy, thì có thể lên được tầm khoảng A1. Đó, vậy thì mình luyện bao lâu thì mình sẽ đạt được trình độ gì? Đấy, thì đây là cái nội dung tiếp theo nha. Rồi, thế thì từ trình độ A0, để đạt được trình độ A1, các bạn sẽ cần khoảng 100 hours, 100 giờ. Đó, từ A1 đạt đến A2, thì từ 0 cho đến A2 chúng ta sẽ cần 200 hours, 200 giờ. Đấy, để đạt được B1 các bạn sẽ cần khoảng 400 là 400 giờ. B2 sẽ là 600, 800 and 1200. Đấy. 400, 600, 800 và 1200. Lên càng cao thì nó càng khó các bạn ạ. Chứ không phải là đang từ C1 nhảy lên một phát C2 nó dễ đâu. Càng cao càng khó. Đấy, cho nên các bạn đang ở trình độ bên dưới ấy thì mình nhảy lên nó sẽ rất là nhanh. Ok, ở đây chúng ta sẽ không tính là... Ok, đây nó trả lời cho các bạn cái câu hỏi là
học bao lâu thì nói được tiếng Anh ở đây đây? Ok. Nhân Nguyễn A2. Ok, Thanh Thúy A2. Rồi. Học bao lâu thì nói được tiếng Anh? Theo các bạn, học bao lâu thì nói được tiếng Anh? Câu này cô trả lời nhiều lắm rồi ấy. Và cô dám cá là các bạn hỏi bất kỳ thầy cô giáo học tiếng Anh nào là học bao lâu thì nói được tiếng Anh ấy, họ sẽ đều có một câu trả lời chung chung, đấy là tùy từng người, đúng không? Đấy. Học chăm thì nhanh mà học không chăm thì lâu. Đấy, không chăm thì có mà 10 năm cũng không học được. Đúng không? À, thì câu trả lời thường chung chung là vậy. Nhưng mà nhiều người sẽ không nói được là lâu là bao lâu. Đấy, và chăm thì chăm như thế nào thì được bao nhiêu. Đó. Thì ngày hôm nay cô sẽ giải đáp cho các bạn cái đấy nó kỹ hơn và nó theo gọi là khoa học nhiều hơn. Đấy, cái này là nghiên cứu của người ta nhá. Đây là nghiên cứu khoa học, người ta đưa ra một con số giờ nó gọi là trung bình. Tất nhiên những người nào giỏi hơn thì cần ít giờ hơn, và người nào kém hơn thì là cần nhiều giờ hơn, nhưng mà đây là con số trung bình. Đấy là ấy, chúng ta sẽ không tính theo tháng, cũng không tính theo ngày, cũng không tính theo tuần. Bởi vì là các bạn bảo là 6 tháng nói được tiếng Anh đúng không? Nhưng mà mỗi tháng học một tiếng thì làm sao mà 6 tháng nói được. Đấy, cho nên người ta sẽ tính theo giờ. Được chưa? Đấy. Ví dụ từ không biết gì cho đến đạt được trình độ A1, các bạn sẽ cần khoảng 100 giờ. Ví dụ các bạn sẽ học trong 3 tháng đúng không? Tức là 90 ngày. Đấy, 90 ngày để đạt được trình độ A1. Vậy thì mỗi ngày sẽ cần là học bao nhiêu? Theo các bạn. Mỗi ngày cần phải học bao nhiêu? Đây là chia cấp 1 đúng không? Cấp 1 đã học chia này chưa nhỉ? Rồi đúng không? Ok, rất là đơn giản đúng không? Mỗi ngày chúng ta sẽ cần khoảng hơn 1 tiếng để học. Thì trong vòng 3 tháng, các bạn từ không biết bất kỳ một cái từ tiếng Anh nào đến mức các bạn có thể giao tiếp được ở trình độ A1. Đấy, tức là nói được tiếng Anh bồi. Ok. À, cô nói thêm một chút này. A1, A2, B1, B2. Đó là ấy, thậm chí đến tận C1, C2 thì chúng ta vẫn nói sai bình thường nhá. Chứ không phải là lên trình độ cao là mình không sai tí thì ti nào đâu. No. Người Việt chúng ta còn sai bé bét ra ấy. Chúng ta nói quen rồi nên chúng ta không để ý thôi. Chứ còn nếu mà soi đúng kiểu ngữ pháp chuẩn chỉnh mà mình dạy cho người nước ngoài học tiếng Việt ấy, đấy, thì chúng ta nói sai đầy. Nhiều câu không theo ngữ pháp này, nhiều câu phát âm sai này, nhiều câu diễn đạt loằng ngoằng này. Đấy, thì tương tự như vậy, bọn Tây cũng y hệt như thế. Có nghĩa là bọn nó là người bản ngữ nhưng nó vẫn nói sai. Cho nên đừng hy vọng là người nước ngoài học tiếng Anh không nói sai nhá, kể cả trình độ rất là cao. Nhưng mà càng lên cao thì cái sự sai nó càng giảm xuống thôi. Nhưng chứ còn sai thì nó vẫn có. Cho nên những bạn nào mà A1, A2 ấy, hay là B1, B2 ấy, mình cảm thấy mình nói sai, mình ngại quá ấy, thì các bạn yên tâm đi. Bởi vì đứa nào mà chẳng nói sai, ai mà chả sai. Đấy. Thì đang nói đến chuyện là ai cũng sai đúng không? Đấy, cho nên là A1 nói sai rất là nhiều luôn. Nhưng mà miễn là người khác hiểu được cái thông điệp của mình nói được những cái từ cốt yếu, những từ chính ở trong câu. Còn ngữ pháp thì nó lỗ chỗ sai thì cũng không sao cả. Được chưa? Đấy, thì đây là cái con số. Rồi, nếu như bạn nào muốn giao tiếp một cách tự tin, đủ gọi là ngữ pháp tầm khoảng 70-80% trở lên. Đấy, tức là cái độ chính xác trong câu ấy khoảng 70-80% trở lên. Và đủ có thể giao tiếp được thông dụng, gặp Tây có thể chém gió được với họ khoảng nửa tiếng. Đấy, đến tầm khoảng 1 tiếng chẳng hạn. Thì ấy, cái trình độ các bạn cần phấn đấu tới nó nên là tầm khoảng B1, được chưa? B1 hoặc là B2. Thực ra nếu như bạn nào rèn luyện tốt ý, cái từ vựng và ngữ pháp của các bạn chỉ ở trình độ B1 thôi, nhưng mà mình luyện nói nhiều, mình mặt dày, mình dám nói, mình nói sai bất chấp ấy, đấy, thì tầm B1 thôi là các bạn đã chém như thần rồi. Nhìn thấy Tây phát là xà vào, chém gió các thứ như thật luôn rồi ấy. Đấy, cho nên là chúng ta cứ hướng tới tầm khoảng B1 nhá. Đấy là tối thiểu nhá, B1 đó. Còn tất nhiên A2 mà bạn nào mặt dày với lại chém kinh thì vẫn nói được bình thường.
vẫn nghe rất là trôi chảy, mọi người vẫn tưởng là pro tiếng Anh lắm. Đấy, những ai mà không biết tiếng Anh hoặc những ai thiếu tự tin ấy, nhìn những bạn A2 với B1 này chém này thì vẫn thấy là wow, ước gì mình được như anh ý. Đấy, cho nên là cũng xịn vết rồi chứ không phải là không biết gì đâu. Rồi, đấy, thì ví dụ mình đang hướng tới con số B1 đúng không? Thì các bạn cần phải phấn đấu từ không biết gì nhá, từ A0 nhá, đến B1 mất khoảng 400 giờ. Đấy, thì cô cứ trừ hao đi khoảng 50 giờ các bạn đã từng học tiếng Anh từ trước tới giờ. Đấy, biết một chút xíu những cái từ vựng cơ bản. Đó, thì chúng ta sẽ còn khoảng 350 giờ cần phải học, đúng không? Mà 350 giờ này là 350 giờ học một cách tập trung các bạn nha. Học một cách có tâm ấy, chứ không phải là 350 giờ thì ngồi lướt Facebook hết 300 giờ còn học được 50 giờ đâu. Không ai tính thế cả. Dạ, đấy, thì là 350 giờ này. Thì giả sử các bạn học trong 6 tháng là 180 ngày. Thì các bạn cần phải học mỗi ngày bao nhiêu? Chia ra đúng không? Thì nó sẽ xấp xỉ bằng 2 giờ. Đấy, nếu như bạn nào sợ là ngồi không tập trung được ấy, thì mình cứ cho lên khoảng 2 tiếng rưỡi đấy, cho máu. Đấy, túm lại là từ 2 giờ cho đến 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi học mỗi ngày, được chưa? Thì mình mới từ trình độ mất gốc không biết gì mà mình mới có thể giao tiếp được một cách khá là tự tin và thoải mái trong các tình huống đời sống hàng ngày. Còn nếu như các bạn muốn gọi là đi du học này, hay các bạn muốn gọi là chém được với Tây về những cái chủ đề cao cấp như là về công nghệ này, về chính trị này, về luật này, về kinh tế các thứ, thì các bạn phải học lên C1. Đấy, C1 thì các bạn 800 giờ thì các bạn nhân lên, muốn 6 tháng đạt được C1 thì một ngày các bạn phải học 4-5 tiếng, được chưa? Đấy, còn nếu mà cố trong vòng 1 năm chẳng hạn thì mỗi ngày cũng phải học 2 tiếng. Đó lý do vì sao học ngoại ngữ là phải mấy năm liền mới mong chỉ được C1 thôi, đúng không? Ok. Rồi, tất nhiên là học ngoại ngữ thì mình tâm sự một chút, nếu như bạn nào đang ở là sinh viên, đang là học sinh mà muốn thi trường ngoại ngữ ấy, thì tin nó cũng không được gọi là vui lắm. Đấy là thực ra vào trường ngoại ngữ ấy, nó chỉ tạo cho mình một cái môi trường thôi, chứ còn học ở trên lớp không có mấy đâu các bạn. Cô học ngoại ngữ thì đâu đó sẽ học 8 tiết là tiếng Anh liên quan đến nghe nói đọc viết, tức là học dồn vào thì trong vòng một ngày thôi là hết rồi, còn tất cả ngày còn lại thì sẽ học các cái môn khác, địa lý Anh, địa lý Mỹ, rồi văn học Anh, văn học Mỹ, rồi các kiểu như thế. Đấy, rồi chính trị, rồi tư tưởng đường lối các loại đó, cho nên là phần lớn thực ra vẫn phải tự học là chính. Nhưng bọn cô trên lớp thuyết trình rất là nhiều, phải lên trường mặt trước bàn dân thiên hạ nói tiếng Anh phải chuẩn bị trước ở nhà chứ mãi, chứ không phải là lên phát là chém được đâu. Đấy, cho nên là nhiều năm lên chém thuyết trình rồi thì dần dần đi dạy nó cũng tự tin hơn được chút. Ok, cơ bản mình phải học những cái gì ạ? Ok, đó, thì đấy là cái nội dung của cái tiếp theo nha. Rồi, mình biết là mỗi ngày mình cần phải học khoảng 2 tiếng, thì trong vòng nửa năm mình sẽ có thể giao tiếp được một cách gọi là về cơ bản là khá trơn tru trong các cái tình huống thông dụng. Ok, vậy thì trong những cái trong 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đấy thì mình học những cái gì? Cô sẽ nói từ từng trình độ một nhé. Đấy, để những bạn nào thuộc trình độ nào thì chúng ta sẽ học cái đấy luôn. Ví dụ như các bạn đang ở trình độ A0, có nghĩa là nói chung là không nhớ gì mấy về tiếng Anh, dụng gần hết rồi, dụng sạch rồi, thì chúng ta sẽ tập trung đầu tiên vào pronunciation và vào phát âm, được chưa? Pronunciation. Đấy, tập trung vào phát âm. Rồi, thực ra là cái này A1, A2, A3, thậm chí những bạn C1 nhé, mà không được học phát âm bài bản vẫn phải học phát âm từ đầu, được chưa? Cái này thì nó là chung cho tất cả mọi trình độ. Đấy, học về phát âm thì cái này nó sẽ có thể kéo dài trong vòng 1 tháng cho đến 2 tháng tùy các bạn. Nếu như các bạn tự mày mò để học trên mạng rồi tự học các thứ ấy, thì cô nghĩ là thời gian nó sẽ phải lâu hơn một chút, bởi vì là
thực tế mà nói, theo kinh nghiệm của cô ấy, các bạn có thể tự học cái gì thì học, nhưng mà pronunciation, học về phát âm, nhất định nên có người để nghe và check thử cho các bạn và chỉnh sửa cho các bạn những cái mà nó chưa được tốt lắm. Đấy, thì cái này nó rất là quan trọng, thì các bạn học mới nhanh được. Còn tất nhiên các bạn học 1-2 năm chỉ học phát âm không thôi thì đương nhiên là nó cũng sẽ lên được. Đấy, nhưng mà muốn học nhanh thì mình nên có người check cho mình để mình chỉnh nó nhanh hơn. Ok, đấy, 1-2 tháng để học pronunciation. Trong pronunciation thì học cái gì? Thì nếu như bạn nào mà chăm chỉ thì có thể lên trên kênh YouTube của cô là IOLO English. Đấy, cô có một cái bộ video hướng dẫn các bạn chi tiết là học cái gì về phát âm ở đây rồi. Đấy, bạn nào mà có khả năng tự học tốt, đấy, tìm tòi thì chúng ta cũng có thể học được theo cái này. Đây là kênh YouTube nha. Đấy, bởi vì là cô dạy tiếng Anh rất lâu năm rồi và đồng thời cũng làm cái kênh YouTube và có một cái group nhóm học tiếng Anh nữa, cho nên là cô cũng chia sẻ khá là nhiều trên đấy rồi. Những bạn nào mà muốn tự học thì có thể lực tung cái kênh YouTube này cộng với cái group luyện tiếng Anh, cộng đồng luyện tiếng Anh IOLO ấy. Đấy, thì cũng có rất là nhiều những cái tài liệu và những cái livestream từ trước tới giờ của cô rồi. Ok, rồi, đấy là phần pronunciation. Chúng ta sẽ học 44 âm trong bảng IPA này. Chúng ta sẽ học nối âm, âm cuối, trọng âm, biến âm, giảm âm, các loại. Đấy. Rồi, tiếp theo, khi mà trình độ A1 ấy, thì cô khuyên đó là chúng ta phải nghe càng nhiều càng tốt. Nghe phải gọi là đến cái mức mà tai nó lung bùng vì tiếng Anh thì thôi. Được chưa? Bởi vì sao? Chúng ta không nói được ấy. Nói nó gọi là output là đầu ra, đúng không? Còn nghe là input là đầu vào. Các bạn không nói ra được thì đơn giản bởi vì sao? Thì có bao giờ chị nghe đâu, có bao giờ chị có input gì ở trong đầu đâu mà chúng ta có thể nói ra được, đúng không? Đấy, cho nên các bạn phải làm sao nhồi để tiếng Anh nó ở nằm ở trong não đã. Đấy, thì sau đó nó phải có kiến thức, nó phải có chữ ở trong này này, thì sau đấy mình nói ra để nó mới tuôn ra được. Còn trong đầu rỗng không thì làm sao mà nói ra được. Đấy, thì cách để chúng ta có thể nạp được tiếng Anh vào trong đầu đó, một trong những cách đơn giản nhất đó là nghe và đọc. Đó, nghe và đọc. Những bạn nào mà còn nhớ chương trình sách giáo khoa tiếng Anh cấp 1, 2, 3 của chúng ta ấy, thì chúng ta thấy là trong cái bài, trong sách luôn luôn có những cái bài đọc, luôn luôn có những cái bài không được nghe thôi, chứ còn thực ra là sách có bài nghe hết đấy. Đấy, đó, thì nếu như chúng ta tích lũy hàng ngày thì chúng ta phải luyện nghe thật là nhiều vào. Và nếu có tài liệu đọc những cái bài đọc đơn giản ấy, thì các bạn cũng nên đấy. Một cái trang web cô sẽ gợi ý cho các bạn để các bạn có thể nghe và thậm chí là cả đọc luôn. Nó gọi là Listen a minute, listen a minute.com, listen a minute.com. Đây, listen a minute.com. Đó, thì cái trang web này nó có rất là nhiều những cái bài đọc ngắn. Đó, và đồng thời nó có cả file nghe, nó thậm chí có cả bài tập cho các bạn luôn. Thì khi mình làm bài tập thì mình sẽ nhớ từ vựng hơn, mình nhớ cả cấu trúc hơn nữa. Đấy, thì đây là một cái trang web cũng khá là hay. Rồi thì BBC Learning English cũng thế, cũng có rất là nhiều những cái bài nghe hay mà các bạn có thể áp dụng được. Đấy, còn những bạn nào mà học chương trình của IOLO offline tại Hà Nội hoặc là chương trình online ấy, thì cô có một cái bộ video là 50 video giao tiếp tiếng Anh thông dụng. Đấy, thì mỗi ngày các bạn ấy phải nghe một bài, được chưa? Mỗi ngày phải luyện nghe và luyện nói lại một cái bài đấy. Đó, và những cái bài đấy nó có nội dung nó không quá khác nhau, cứ thỉnh thoảng nó sẽ lặp lại, thỉnh thoảng lại lặp lại. Đấy, thì cứ nghe nhiều như thế thì những cái cấu trúc đấy tự nhiên nó sẽ đi vào đầu của chúng ta. Đấy, và chúng ta luyện nói ra thì nó cũng phần nào đã luyện được những cái cấu trúc thông dụng nhất trong đời sống hàng ngày rồi. Đấy, cho nên khi các bạn nghe này, các bạn nên nghe những cái đoạn hội thoại nhá. Hội thoại. Hoặc là nghe những cái đoạn văn. Nhưng mà khi ở trình độ A1 ấy,
hoặc là A0 hoặc là A1 nhá. A0 hoặc là A1. Đấy, thì những cái đoạn văn hay đoạn hội thoại này nó phải thật là dễ thôi. A1 với A0 đừng lôi mấy YouTuber bắn rap như thần với lại những cái video nói về chính trị thứ ra làm gì cho nó mệt ra. Bởi vì là trình độ thấp mà mình nghe những cái khó làm mình rất là nản luôn, thế chả hiểu gì cả. Đấy, thì các bạn nên chọn những đoạn hội thoại và đoạn văn, đoạn đấy nó dễ thôi, làm sao mình nghe mình có thể hiểu được khoảng 5-70% trở lên thì nghe nó mới có tác dụng, nó mới có hiệu quả, được chưa? Đó, còn phương pháp nghe các thứ như nào thì chắc là cô sẽ xin phép chia sẻ với cả nhà mình vào những live stream sau, bởi vì là nói nguyên cái này không là cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi. Ok, rồi những cái bạn nào mà mong muốn là sắp tới mình năm 2020 mình có thể gọi là phát triển được tiếng Anh của mình một cách rực rỡ thì có thể liên hệ với cô, inbox trực tiếp với cô. Đấy, thì cô sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Đặc biệt là trong tháng 12 này chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi là hết tháng 12. Đấy, thì hiện tại các khóa học của IELTS online đang giảm 40%. Đấy, và đến tháng 1 phát là nó tăng giá luôn, quay trở lại giá luôn. Đấy, thì những bạn nào mà đang muốn tìm hiểu một cái chương trình học để mình có thể theo được những cái lộ trình như thế này, đấy thì cứ inbox cho cô. Ok, nhớ là đến hết tháng 12 thôi nhé, tháng 1 là không ấy như thế nữa. Ok, rồi A1, A2 này, mình luyện phát âm xong này, mình sẽ nạp input. Cái thời gian nạp càng lâu càng tốt các bạn nha. Thực tế là các bạn sẽ nạp hàng ngày, tức là trong app điện thoại này, bất kể lúc nào cũng phải có một cái app tiếng Anh, thậm chí là vài cái app tiếng Anh, càng nhiều app càng tốt. Xong các bạn nghe, xong các bạn sẽ chọn ra một cái app nào mà phù hợp với mình nhất và mình thích nhất. Đấy, thì mình sẽ để lại nó nghe thường xuyên. Ví dụ như là cô đang dùng cái app đây. Nhưng mà cái app này thì ví dụ bạn nào tầm B2, B1, B2 trở lên. Đây, các bạn có nhìn rõ không? Đây này, cái app này này, nó gọi là 4 English. Đấy, thì cái app này nó có rất là nhiều những bài báo, rất là nhiều những cái video. Đấy, đây, cô sẽ bật thử lên cho các bạn xem nhé. Đó, đấy, nó có chủ đề này, business này, society này, chủ đề entertainment này, chủ đề travel này, education, đấy, rồi technology, health. Đấy, thì những cái này là chủ đề thường của từ B2, C1 trở lên. Đó, và đây là những cái bài báo. Đó, và khi mà cô kích vào một từ bất kỳ, đấy, thì nó sẽ có từ điển luôn. Đây, ví dụ từ này đi, từ fame, đấy, từ điển này, Oxford này, rồi Anh Việt này, Cambridge, Longman các kiểu. Đấy, thì khi mà mình vừa đọc báo nước ngoài, mình vừa được hiểu và vừa có những kiến thức, đấy, thì đấy gọi là nạp input hàng ngày các bạn nhá. Tức là cô ấy, cô vẫn phải nạp hàng ngày, cô vẫn phải đọc báo tiếng Anh, nghe video rồi xem video các thứ hàng ngày, chứ không phải là cả đời chả bao giờ động đến một chữ tiếng Anh nào xong cũng mơ nghe với nói được, thì không bao giờ có chuyện đấy đâu, được chưa? Thế cho nên là khi trình độ bên dưới, trình độ thấp thì các bạn phải nạp càng nhiều càng tốt. Ok, đấy, dinh mấy cái app về. Những bạn nào mà ấy thì có thể là dùng cái app gì nhỉ, Duolingo. Đây, Duolingo. Đó, có thể tải cái app này về. Đó, còn bạn nào trình độ cao hơn một chút, tầm B1 trở lên, thì chúng ta tải cái app là 4English. Đấy, 4English, được chưa? Thì cái app đấy rất là hay, kể cả video nó cũng dịch toàn bộ cho các bạn, dịch từng từ cũng có, mà dịch từng cả đoạn cũng có. Đó, rất là hay. Còn cái này thì nó vừa có bản miễn phí, vừa có bản có phí, được chưa? Những bản có phí thì hình như là 800k trọn đời phải. Đấy, nhưng mà bạn nào nếu mà muốn
giảm 50% thì cứ inbox với cô sẽ xin cho các bạn cái mã để có thể giảm được 50%. Cái này không phải là của cô, cái này là cô cũng tìm được ở trên mạng thôi. Ok, rồi. Tiếp nha. Đang đến phần nghe và phần đọc rồi đúng không? Pronunciation này, listening này. Rồi. Ok. Và khi mà tầm A1, A2 các bạn nạp cho cô những cái vocabulary, tức là những cái chủ đề từ vựng. Đấy, đơn giản. Đó, cô nói từ A1, A2 đến B1 luôn, A2 luôn nhá. A2. Đấy. Vocabulary, những cái đơn giản như nào? Ví dụ như là thứ nhất về bản thân này. Phần vocabulary các bạn ghi xuống nhá, ghi những cái topic này. Đây là cô gợi ý thôi. Còn nó sẽ có rất là nhiều những cái topic hơn nữa. Còn những bạn nào mà chăm chỉ hơn nữa thì các bạn cứ Google ra những topic thuộc chủ đề A1, A2. Đấy thì nó cũng sẽ có. Nhưng mà cô nói về cái tư duy chung, đấy là A1, A2 hay là từ A0, A1, A2 thì những cái chủ đề là những chủ đề xung quanh đời sống hàng ngày của mình. Mình đi ra đường, mình đập mặt vào cái gì thì đấy là cái chủ đề mình cần phải học. Được chưa? À, tất nhiên là trừ mấy chủ đề cao cấp như cô vừa nói về công nghệ hay là văn hóa hay sức khỏe, business các kiểu, thế thì nó sẽ thuộc trình độ cao hơn. Những cái gần gũi nhất với mình đó là về bản thân này, về gia đình này, family này, về hobbies, những cái sở thích này, rồi về school, trường học này, hay là về job, về công việc này, đấy, hay là về weather này, thời tiết này, đó, hay là về những cái đơn giản như kiểu số đếm hay là ngày tháng các thứ thì nó thuộc trình độ tầm A1 rồi, đấy, những cái đấy là những cái mà phải học đầu tiên rồi, đó, rồi chỉ đường này. Rồi ví dụ thiết lập các cuộc hẹn này, đấy, mời đi ăn này, đó, đấy là những cái nó rất là thông dụng trong đời sống hàng ngày. Food, đồ ăn, quần áo, miêu tả đồ vật, miêu tả con người, miêu tả tính cách, đấy, những cái mà nó gắn liền với đời sống hàng ngày của mình thì nó sẽ là đó, trình độ tầm A1, A2. Ok. Rồi, đấy thì mình học vocabulary, tức là học từ vựng, thì mình học những cái từ vựng đó nha. Cho các bạn học theo topic, học theo chủ đề. Ok, rồi. Ngoài ra chúng ta có học thêm về grammar nữa, tức là về ngữ pháp. Right, học thêm về ngữ pháp. Đó, A1, A2 thì học ngữ pháp đơn giản thôi. Như cô vừa nói rồi, các bạn chỉ cần là khoảng 5-6 thì cơ bản nhất trong tiếng Anh. Hiện tại đơn, tức là các loại thì đơn nhé. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành. Đấy, rồi một thì quá khứ đơn, một thì tương lai đơn. Đấy là được 5 thì rồi. Với là một cái thì nữa chúng ta cũng nên để ý, bởi vì đây là một trong những cái thì phổ biến nhất trong tiếng Anh Mỹ. Nếu các bạn biết là thì nào phổ biến nhất mà cô lại chưa liệt kê ra thì các bạn có biết là thì gì không? Để cô xem bạn nào có kiến thức một chút về tiếng Anh nào. Comment xuống đi. Thì nào mà gọi là một trong những cái thì phổ biến nhất mà cô chưa liệt kê đến? Ok, đó chính là thì tương lai gần. Đó, tương lai gần. Ví dụ như cái việc người ta nói là tôi sắp làm này, tôi sẽ làm cái kia, nó là chuyện cơm bữa luôn. Ví dụ như bây giờ cô đang live stream đúng không? Xong cô nói là ok, after this I'm gonna have dinner. Ví dụ thế, sau khi làm xong này tôi sẽ ăn tối chẳng hạn. Đó, I'm gonna have dinner. Gonna, đó, I'm gonna, I'm going to ấy. Đấy, thì cái thì đấy người ta bất cứ lúc nào người ta nói là sẽ làm cái gì, sắp làm cái gì bây giờ đây này, thì họ sẽ dùng cái thì đó. Cho nên nó là câu cửa miệng luôn đấy. Nhưng mà người Việt chúng ta thì gần như là rất là hiếm khi sử dụng cái thì đấy đúng không? Cao Minh. Yeah, xin chào Cao Minh. Be going to. Đúng rồi. Đấy. Bởi vì ngày xưa mình phân tích cái thì đấy nó lằng ngoằng quá, xong rồi thấy cái thì đấy có vẻ là thì khó đúng không? Nhưng thực sự nó không khó một tí nào. Chúng ta phải giao tiếp hoặc chúng ta phải nghe những cái bài giao tiếp hội thoại này của người ta này mới thấy là nó dùng rất là nhiều. Ok.
thế cho nên cô mới bảo là các bạn phải nạp nhiều vào. Đấy, luyện nghe nhiều vào. Thì chúng ta sẽ thấy những cái khó khó mà mình tưởng nó khó ngày xưa nó trở nên rất là gần gũi, cực kỳ gần gũi. Ok, đấy. Ví dụ như là anh Thắng đang học cái khóa online đúng không? Ngày nào cũng nghe các bài thì ngày nào cũng going to rồi đúng không? Ok, grammar, chúng ta học những cái thì cơ bản này. Tiếp theo các bạn có thể học thêm một vài cái, ví dụ như là so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém. Đấy, so sánh hơn nhất các thứ. Rồi, các bạn học thêm thể bị động nữa. Bị động. Đó, bị động này, rồi thì mệnh đề quan hệ này. Đấy. Việt Nam toàn dùng tương lai xa không dùng tương lai gần mấy à? Ok. Rồi. Đấy, thì đấy là phần grammar. Nó sẽ giúp cho các bạn đạt được tầm A2 hoặc thậm chí là đến B1. Đấy, B1 chúng ta cũng chỉ nói đến những cái grammar, những cái chủ đề đấy thôi. Ok. Rồi, còn lại các bạn chỉ cần đọc cho cô thôi. Đọc và nghe. Thì mình học được cấu trúc nào, mình sẽ dùng cấu trúc đó ở trong giao tiếp luôn. Chứ còn mình cũng không cần phải cố gắng ghi nhớ quá nhiều các quy tắc ngữ pháp, các thứ làm gì. Bởi vì các bạn có nhớ, có ghi nhớ thì cũng không nói được đâu. Bởi vì khi mà mình làm bài tập thì nó thuộc về ý thức. Tức là ý thức là cái mà mình phải nghĩ một thời gian nó mới có thể sản xuất thành từ ra đường nói được. Nhưng mà khi mà các bạn luyện nghe này, các bạn đọc này, mà nó lặp đi lặp lại những cái kiến thức đấy, những cái ngữ pháp đấy, lặp đi lặp lại những cái từ vựng đấy, thì khi các bạn nói ra, các bạn sẽ tự động nói ra được những cái ngữ pháp đó. Ok, cho nên là cũng không cần phải cố gắng tập trung học ngữ pháp nhiều làm gì. Như cô nói, chỉ cần học những cái ngữ pháp cơ bản như cô vừa nói vừa nãy, để mình có cái nền, để mình đọc và nghe những cái bài mình có thể hiểu được tầm khoảng 70-80% trở lên. Đó, thì là các bạn đã bắt đầu có thể nói ra được rồi. Ok, rồi, comment xuống đó là không cần học quá nhiều ngữ pháp nào. Không cần học quá nhiều ngữ pháp. Comment xuống đi, comment xuống đi. Tương tác, tương tác. Xin chào Nguyễn Khắc Mạnh. Ok. Không cần học quá nhiều ngữ pháp. Ví dụ như các bạn học ở IELTS thì gần như không học ngữ pháp mấy. Chỉ là ví dụ tùy từng buổi. Ví dụ từ level 2 trở lên là học về tiếng Anh giao tiếp phản xạ, thì chúng ta sẽ có những đầu buổi chúng ta sẽ có những cái điểm ngữ pháp đấy mà cần thiết trong cái topic ngày hôm đấy, thì mình học cái phần ngữ pháp đó và sau đó mình dùng những cái từ vựng cho chủ đề đó, mình dùng những cái cấu trúc trong chủ đề đó và mình lắp vào cái phần ngữ pháp này và mình luyện phản xạ để cho một cấu trúc đấy thôi nhưng mà mình có thể bắn ra được. Tức là ở IELTS thì mình hay gọi là học ngữ pháp nói. Đấy, ngữ pháp nói có nghĩa là cái ngữ pháp mà các bạn phải nói ra chứ không phải là ngữ pháp để làm bài tập. Đấy, cho nên là bất cứ một ví dụ như là cái điểm ngữ pháp là so sánh hơn chẳng hạn. Đấy, thì mình học cái cấu trúc xong rồi. Xong sau đó mình sẽ ghép vào một cái topic nào đó. Đấy, ví dụ như là nói về miêu tả người ấy, người này cao hơn người kia, thấp hơn người kia, rồi người này béo hơn, gầy hơn, xinh hơn. Các thứ thì mình phải đặt câu và phải nói nó ra bằng đường miệng đó và nói càng nhiều càng tốt. Đấy, cho nên là cô mới suggest là các bạn nên học theo topic, học theo chủ đề và với mỗi cái topic đấy nó sẽ có một cái điểm ngữ pháp nó sẽ được dùng nhiều trong cái đấy. Ví dụ như là ở IELTS có một cái chủ đề là chủ đề daily routine. Đấy, tức là các cái hoạt động hàng ngày đúng không? Thì mình sẽ dùng hiện tại đơn. Đấy, và hiện tại đơn không chỉ là với chủ ngữ ai đúng không? Ví dụ tôi thức dậy hay là tôi đánh răng rồi tôi mặc quần áo rồi tôi đi làm các thứ thì nó chỉ là ai thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thay chủ ngữ thì là he hoặc là she đúng không? Thì lúc đấy các bạn phải chia động từ. Đấy, thì lúc đấy không phải là chia bằng bài tập nữa mà mình phải chia bằng mồm. Đấy, mình phải luyện để cái não nó phản xạ nhanh với cái việc chia động từ đấy và mình phải nói ra ngay lập tức. Nói sai thì làm sao?
nói sai thì làm sao, chứ nói lại chả có vấn đề gì cả. Nói sai thì nói lại, ví dụ mình nói là cô ấy mặc đồ rồi đi làm đúng không, thì là she gets dressed and goes to work, đúng không? Đấy là nói đúng. Còn ban đầu các bạn chưa có phản xạ, các bạn sẽ nói thành kiểu she get dressed and go to work, đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Thì mình nói lại thôi. She gets dressed, gets, đúng không? Dressed and goes to work. She goes to work, she gets dressed. Đấy, ví dụ như thế. Và mình, ví dụ như là huấn luyện viên này, là cô hoặc là các huấn luyện viên tại Ayolo. Đấy, và các bạn class leader, tức là những cái bạn trợ giảng, đấy sẽ gọi là liên tục đẩy cho các bạn những cái tình huống để các bạn phải nói ra. Đấy, và tăng tốc độ của mình lên, thì lúc đấy là cái phản xạ của mình sẽ tăng và mình luyện được cái phần ngữ pháp ở trong cái chủ đề đó. Đấy, thì đấy là cách các bạn học ngữ pháp nhé, chứ không phải là học ngữ pháp mà cứ lôi bài tập ra làm, thì nó chỉ ở phần ý thức thôi, nó chưa vào được tiềm thức đâu. Đó là lý do học bằng ý thức bao nhiêu năm cuối cùng vẫn không phản xạ được đấy. Đấy. Bởi vì não nó phân tích quen rồi, cho nên khi nói là nó cứ phân tích như bây giờ là phải thêm S hay là không thêm S. Đấy, thì nó sẽ rất là lâu, rất là mất thời gian. Ok, Khánh Vương. Thề xưa em dáng học ngữ pháp mà cứ hay quên, nhưng khi nghe thì lại dễ nhớ hơn. Như là not only but also. Ok, dùng câu hỏi phức trong câu văn nói được không ạ? Sure, sao không? Vẫn được nha Nguyễn Quý nha. Tức là càng trình độ lên cao ấy, ví dụ tầm B2 hoặc là C1, C2, thì trong văn nói các bạn dùng câu nó càng phức tạp hơn. Đấy, hay là khi các bạn đi thi IELTS hay là thi những cái chứng chỉ IELTS TOEFL ấy, đấy thì là câu các bạn nói càng phức tạp thì càng được điểm cao. Bởi vì khi mà mình câu nó phức tạp ấy, nó thể hiện mình có một cái tư duy và khả năng ngôn ngữ của mình tốt. Đấy, thì lúc ấy là trình độ cao thì mình mới nên nói như thế. Còn bây giờ nếu mình chỉ muốn giao tiếp cơ bản hoặc là giao tiếp thông dụng thôi thì cũng không cần phải nói phức tạp làm cái gì cả. Được chưa? Ví dụ như những bạn nào học với mục tiêu là mình có nhiều bạn Tây này, mình đi du lịch nước ngoài này, hay là mình xin vào các cái công ty nước ngoài mà có sếp Tây để mình giao tiếp thường xuyên ấy, thì thực ra mà nói là mình cũng không cần phải trình độ nó quá cao siêu làm gì cả. Tầm khoảng B1, B2 là các bạn có thể thoải mái chém gió với lại sếp nước ngoài bình thường được rồi. Ok. Đấy, B1, B2 thôi là ok rồi. Đấy, còn trừ khi tất nhiên là bạn nào mà muốn nâng cao trình độ hơn nữa, muốn tự tin tuyệt đối, đấy thì các bạn học lên cao tầm C1, C2. Đấy, để mình có thể gọi là chủ đề nào mình cũng chém được. Ok. Rồi, còn ở Ayolo thì qua khoảng 4 tháng hoặc là 6 tháng thì sẽ giúp các bạn đạt được tầm khoảng A2 cho đến B1 ở lĩnh vực đó là nghe nói, được chưa? Đấy, thì lúc đấy các bạn nó hoàn toàn có thể là chém gió được với Tây, nói chuyện được với người nước ngoài hay là nói chuyện được với người Việt Nam, đấy, trong các cái tình huống đời sống thông dụng và mình tự tin để mình nói được. Ok. Ngày xưa em phát âm thanh toàn là học IPA xong khác bọt hẳn đúng không? Yeah. Nói chung có học vẫn có hơn đúng không? Mọi người comment xuống có học vẫn có hơn. Người ta mất bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc để học thì nó cũng phải hơn chứ. Ok, rồi. Đấy, cho nên bạn nào muốn học thì cứ mạnh dạn inbox cho cô. Cô sẽ giúp cho các bạn có được một cái lộ trình nó bài bản hơn đến từng ngày để mình có thể là nghe nói và giao tiếp được từng ngày, học cái gì, nghe cái gì. Ok, rồi. Đó thì đây là cái cách mà chúng ta từ không có gì chúng ta có thể giao tiếp được ở trình độ khoảng B1 nhá. Tức là ban đầu các bạn học về phát âm này, pronunciation này. Sau đó các bạn nạp, không phải sau đó đâu mà trong lúc mình học về phát âm là mình đã phải luyện nghe hàng ngày rồi, các bạn nhớ từ khóa nhá. Đó là nghe every single day, nghe hàng ngày, nghe và đọc. Đây là hai cái kỹ năng để nạp đồ vào. Rồi, sau đó trong lúc mà mình nghe, mình đọc này, những cái bài nghe và bài đọc của mình chắc chắn sẽ có vocabulary đúng không? Tức là các cái từ vựng. Đấy, thì mình học từ vựng trong những bài nghe, bài đọc này, và mình học ngữ pháp trong các bài nghe, bài đọc này.
được chưa? Đấy, còn nếu như bạn nào muốn học ngữ pháp bài bản hơn thì các bạn có thể mua một quyển sách mà cô rất là thích. Quyển đấy nó gọi là ngữ pháp tiếng Anh của cô Mai Lan Hương ấy, Mai Lan Hương. Cái quyển sách đấy nó rất là dễ học, rất dễ dùng luôn. Và những cái kiến thức trong đấy thì đều là kiến thức gọi là bắt buộc cần phải biết. Đấy, thì quyển sách này các bạn có thể làm bài tập. Nó có cả lý thuyết và có cả bài tập đáp án các thứ đầy đủ cho các bạn hết rồi. Đó, thì quyển ngữ pháp tiếng Anh của cô Mai Lan Hương. Đấy, còn vocabulary thì mình sẽ học theo topic nha. Nạp theo topic này. Đấy, như cô liệt kê ra, các bạn liệt kê ra đâu đó khoảng 10 đến 20 cái topic. Đấy, thuộc trình độ A1, A2, B1. Đó, và sau đó là mình học dần mỗi tuần hoặc là 2 tuần. Một tuần mình học một cái topic 1. Được chưa? Mình học các từ vựng, các cái cấu trúc, rồi thì tìm các cái bài nghe, các bài đọc để mình nạp vào về cái chủ đề đấy. Sau đó nghe đọc xong rồi thì mình sẽ làm gì? Có trong đầu có chữ rồi thì mình bắt đầu luyện nhào nặn để nói ra khỏi miệng. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta học. Được chưa? Rồi, và thường xuyên chúng ta nạp bằng cách là chúng ta nghe những cái chương trình video hoặc là những cái video hay hay bằng tiếng Anh. Đấy, cái này thì ví dụ như ở IELTS thì với mỗi buổi khi mà post bài tập về nhà lên thì cô đều cho các bạn lên một cái video bằng tiếng Anh. Đấy, thậm chí là có những video song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Đấy, để chúng ta luyện nghe thêm, có những video động lực đấy để thúc đẩy việc học của chúng ta. Đó, và luyện nghe thêm nữa. Ok. Em có mua cuốn giải thích ngữ pháp à? Ừ, cuốn đấy cũng được nhưng mà nó hơi dày. Đó, cô thấy của cô Mai Lan Hương là nó vừa đủ mỏng này, vừa đầy đủ kiến thức này. Và nó... Còn cái quyển giải thích ngữ pháp đấy thì nó sẽ... Nó chi tiết hơn. Nên nó giải thích từng cái hiện tượng một cũng ok. Đấy, thì mình học theo cái đấy cũng được. Được chưa? Đó, thì các bạn chỉ cần học như thế trong thời gian đầu là được. Khi các bạn đạt được trình độ B1, B2 rồi, được chưa? Thì các bạn có thể học thêm những cái chứng chỉ như là IELTS hay là TOEFL để đạt đến trình độ C1, C2. Hoặc thậm chí các bạn không đi học IELTS, nhưng mà các bạn đọc những cái trang báo hoặc là những cái app trình độ nó cao hơn như là For English, cô vừa chia sẻ. Đấy, đọc báo tiếng Anh luôn. Tức là bình thường người ta đọc Dân Trí, đọc VN Express đúng không? Thì bây giờ mình chơi Dân Trí tiếng Anh, VN Express tiếng Anh, rồi New York Times các kiểu, đọc hết bằng báo tiếng Anh, xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Đấy, cái gì cũng bằng tiếng Anh thì là dần dần trình độ của mình nó sẽ nâng cao lên dần. Cho nên là cô thường không dạy những bạn nào mà tầm C1 trở lên, bởi vì khi mà các bạn đã đạt C1 rồi ấy, các bạn có thể tự học được. Được chưa? Bằng cách đó là mình cứ nghe với xem tiếng Anh hàng ngày thôi là nó sẽ lên thôi. Trừ khi là những cái bạn đấy muốn thi các chứng chỉ quốc tế kiểu IELTS, TOEFL thì nó sẽ yêu cầu là các bạn vừa phải nghe nói, sau lại còn phải đọc viết nữa, tức là mình phải có kỹ năng viết để các thứ nữa, thì mình sẽ là luyện chứng chỉ riêng, cái chứng chỉ khác rồi. Còn khi mà nói đến giao tiếp thông dụng ấy, các bạn chỉ cần học như cái hướng dẫn của cô lên đến tầm khoảng B1 hoặc là B2 đấy, thì là mình là ngon rồi, quá ngon. Lúc đấy xin công ty nước ngoài cũng ngon, mà đi du lịch cũng ngon, mà làm gì cũng ngon. Đấy, thỉnh thoảng buồn buồn lên quay video chém gió với tiếng Anh cho dân tình lác mắt chơi, đúng không? Ok. Em có thể hành văn viết được nhưng mà không phản xạ giao tiếp được thì em phải làm sao? Các bạn ghi nhớ một cái nguyên lý này. Nguyên lý nhá, đây là một nguyên lý bất di bất dịch, các bạn comment xuống cho cô nhá. Đó là muốn nói được thì phải nói nhiều. Đấy, mà muốn nghe được thì phải nghe nhiều. Ok? Đấy, các bạn comment xuống đi, nguyên lý đơn giản thế thôi. Muốn nghe được thì phải nghe nhiều, và muốn nói được thì phải nghe nhiều và nói nhiều. Ok, cái các kỹ năng nó gọi là output ấy, kỹ năng đầu ra nó sẽ khó hơn kỹ năng đầu vào một chút. Ví dụ kỹ năng nghe nó sẽ dễ hơn, bởi vì là mình chỉ học để mình nghe hiểu thôi, mình không cần phải làm gì, không cần động đậy gì cả.
Còn kỹ năng nói ấy, là mình phải nghe hiểu, xong rồi mình phải tổng hợp để mình nói được ra. Đấy, nó sẽ hai bước cơ. Đấy, thì mình sẽ luyện những kỹ năng input trước, đầu vào trước là dễ hơn, và sau đó output sau. Được chưa? Rồi, thì muốn phản xạ giao tiếp được thì mình chỉ có học thôi. Như cô vừa nói đây, mình chọn các cái topic. Đấy, xong mình học từ vựng, cấu trúc, rồi luyện nghe, luyện đọc ở trong đó. Xong sau đó là mình pick, tức là mình chọn ra một cái câu hỏi, một cái chủ đề trong cái chủ đề đấy, và mình luyện nói ra thôi. Ví dụ như mình vừa mới học các từ vựng cấu trúc của chủ đề family này, mình vừa nghe các bài nghe người ta nói về family, đọc các bài đọc nói về family rồi. Bây giờ các bạn sẽ tự đưa cho mình những cái câu hỏi và các bạn luyện nói về nó. Ví dụ như là tell me about your family. Đấy, hãy nói cho cô về gia đình em đi. Hay là những câu hỏi khác theo kiểu who do you love the most in your family? Đấy, trong gia đình em thì em yêu thích, em yêu nhất ai? Đó, thì mình bắt đầu lại phải chém ra, mình dùng những từ vựng cấu trúc mà mình đã học, vận dụng những cái thứ mà mình đã học được trong bài nghe, bài đọc mà mình đã xem qua. Đấy, để mình tổng hợp và mình nói ra. Các bạn ghi nhớ một điều này, không có cái gì mà nó đơn giản, dễ dàng. À, nó không, quên, không có những cái gì tốt đẹp mà nó lại đến một cách đơn giản và dễ dàng cả. Nó chỉ đến với những người xứng đáng thôi. Chỉ đến với những người dám đầu tư thời gian, công sức, thậm chí là cả tiền bạc của mình. Đấy, để mình giành giật được cái đó. Thì nó chỉ dành cho những người như thế thôi. Còn những người nào mà cái gì cũng muốn nhưng lại vừa lười, xong lại vừa lắm lý do, lúc nào cũng lý do này nọ này kia không học. Đấy, thì không bao giờ những người đấy xứng đáng với những kết quả tốt được cả. Ok, rồi. Thế thôi nhở. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời khác nhé.